bỏ rơi ta. Không đâu ngày mai, không ai đã sai, nhưng sao lại mang bao vết thương? Tận nơi sau cùng là bầu trời thương đau, những câu chuyện của một lòng vương sâu. Bao nhiêu giọt nước mắt từ ta cũng đã rơi, khi đôi bờ vai giờ đây cũng xa rời. Tìm nơi để đôi chân trở về, là nơi những yêu thương chờ ta. Rồi ai cũng đến lúc trưởng thành, xin ngày mai mỉm cười thứ tha. Công việc vẫn ổn hết hả con? Dạ thưa ba, công việc tốt lắm. Công ty mình may mắn có được bé Hảo. Con đi công tác giao việc cho cổ làm tốt lắm ba. Cho nên con đi cũng yên tâm. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà dù sao Hảo cũng chỉ là người ngoài. Tốt nhất vẫn là giao cho thằng Quân kia kìa. À, nó về tới rồi đó. Thưa ông nội và nội, ba cũng mới về. Trời đất ơi, lỗ mũi mày bị gì á? Dạ con bị té xe. Lần nào cũng vậy, miễn có chuyện gì á hỏi con á thì con nói té xe. Chày tay cũng té xe, quẹo chân cũng té xe, mà đi xe hơi té hoài vậy. Thôi mà ông. Dạ thôi ông nội cứ biết là con bị cái khác đi. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Dạ không. Quân à, con đó, ba con đi công tác ở xa về, vậy mà không tranh thủ ở nhà ăn cơm với ba nữa hả? Ba đi công tác hoài chứ có phải mới đi lần đầu đâu nội. Cơm gia đình con cũng đâu có thường xuyên ăn với ba, riết con quen rồi. Bộ bà nội sợ ba con không quen hả? Quân, ai dạy con ăn nói cái kiểu đó hả? Ba làm suốt ngày suốt đêm làm việc cái gì? Nếu con sống có trách nhiệm với gia đình này á thì con tự giác gánh vác công việc giúp ba, chứ không phải đứng đó mà trách móc. Ba sống có trách nhiệm với gia đình không phải là suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc đâu ba. Ba tưởng như vậy là sống có trách nhiệm hả? Vậy thì con đang sống có trách nhiệm với gia đình này bằng cách nào hả? Bằng cách ăn chơi lêu lỏng, sống không có mục đích, không có tương lai, không có định hướng. Đó là trách nhiệm hả Quân? Ba không cần con sống có trách nhiệm với gia đình này, con hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân con đi. Con đã làm được chưa? Con không muốn cãi với ba nữa, ba mặc kệ con đi. Còn ba cứ làm tốt cái trách nhiệm với công việc của ba đi. Quân! Quân! Dạ, để con. Quân! Cái gia đình này nè, phải tính cách nào để dạy dỗ cái thằng cháu ngủ nghịch này lại. Ba, sống có trách nhiệm với gia đình không phải là suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc đâu ba. Và không phải cứ xem công việc đó là trách nhiệm của gia đình đâu. Vào đi. Anh ba, anh đang làm việc hả? Lúc nào cũng thấy làm việc hết trơn à. Bộ hai cha con mới cãi nhau nữa hả? Có gì lạ đâu em, nó lúc nào cũng chống đối anh hết. Em coi nè, hồi nhỏ nó dễ thương biết bao nhiêu, càng lớn càng khó dạy. Phải chi chị dâu em còn sống,
chị sẽ biết cách dạy dỗ nó thế nào. Thật ra thằng Quân nó cũng ưa ngọt lắm. Anh cứ quan tâm gần gũi nó chút xíu là nói được nó liền à. Nó lớn rồi em, đâu phải còn con nít 3 tuổi đâu mà ôm nó vào lòng. Anh lúc nào cũng yêu thương nó hết. Nhưng anh không thể ôm nó vào lòng rồi nói ba thương con, ba thương con. Đúng rồi, bây giờ mà làm điều đó thì muộn lắm rồi. Đáng lẽ điều như vậy á, anh phải làm từ khi mẹ nó mới mất kìa. Từ lúc nó còn là một đứa con nít. Nhưng mà lúc đó anh lại bận đau buồn phần của anh, mà quên đi mất là nỗi đau của con anh cũng rất là lớn. Anh lao đầu vô công việc, rồi những chuyến đi công tác xa, làm cho con anh nó cảm giác như là nó mất người ba của nó luôn vậy. Bây giờ anh phải quan tâm nó nhiều hơn. Sao hôm nay cổ quyền sâu sắc quá vậy ta? Đừng nói là mới chia tay với bạn trai nha. Dẹo em không mà. Em không biết đâu á, anh phải quan tâm lo lắng cho con của anh hơn, biết chưa? Rồi rồi, biết rồi bà cụ non. Anh ngủ sớm đi ha, em về phòng. Rồi. Hà ơi, chắc em buồn và giận anh lắm đúng không? Vì anh không biết dạy con mình. Hai cha con anh càng ngày càng xa cách. Anh xin lỗi em. Đầu tiên, bà phải tìm cách làm thân với những người xung quanh ông nội. Con đã tìm hiểu rồi. Người dễ tiếp cận nhất là Minh Dừa, con nuôi của ông nội. Người này hiền lành, dễ tin người, lại hay thích làm việc trượng nghĩa bao đồng. Quanh, muốn mì hả? Đúng rồi. Vô đây, mì trong đây mà. Anh ăn bánh mì gì? Cho tôi ổ bánh mì thịt nha. Mì thịt ha. Nhưng mà cho tôi ngồi đây ăn được không chú? Dạ được chứ. Trời ơi, cái bàn này là em mua về để cho mọi người ở lại ăn á. Mà mua xong họ đi về luôn. Anh là người đầu tiên á. Vậy hả? Dạ. Vậy tôi hân hạnh quá. Cho tôi ngồi nghe. Anh ngồi đi. Cảm ơn. Ngồi tới chiều cũng được nữa. Bánh mì của anh nè. Dạ, cảm ơn. Để tôi gót cho miếng nước uống nha. Uống để thôi nó mắc nghẹn. Tự nhiên nha. Dạ. Chú ơi. Sao? Bánh mì có sao hả? Bánh mì ngon quá. Y như cái vị tôi ăn hồi lúc nhỏ đó. Là hết hồn. Bánh mì tôi làm ngon lắm. Dạ. Bí quyết nằm ở chỗ nước sốt á. Anh ăn vô anh thấy anh, nó đậm đà mà nó thanh thản lắm. Dạ đúng rồi. Đã ngon, ngon, ngon. Không có ngán. Chứ sao? Ngán người ai mua nữa. Ủa rồi bán đây có một mình à hả? Một mình em à, chi đông mất công trả lương. Đó, ví dụ bán đắt á, thì mình đi ra nhà hàng mình ăn. Còn bán ế thì mình quốc bánh mì. Không có đâu, bán bánh mì ngon vậy sao ế được chứ. Anh nói vậy chứ cũng ế chứ. Nhiều khi khách hàng họ đâu có ủng hộ hoài được. Vậy hả? Dạ. Cho tôi thêm 2 ổ nữa đi. 2 ổ ha, ngon quá ăn 2 ổ nữa ha. Đúng rồi. Để em nha. Dạ dạ. Thôi quên. Một ổ thôi. Sao vậy? Hồi nãy tôi đóng tiền viện phí cho má tôi á, đóng hết rồi. Giờ nhớ còn có nhiêu đây thôi à. Rồi thôi mình lấy một ổ thôi. Phải chi nãy đừng ăn ổ này là đem về được 2 ổ rồi. Cái gì mà khổ như vậy? Thôi để tôi làm thêm 2 ổ nữa. Mà tôi không lấy tiền đâu, anh cất đi. Tại ở chỗ này tôi cũng làm từ thiện hoài à. Ngày cho tới 20-30 ổ lận. Sáng giờ mới có 3 ổ không sao đâu.
không đến nỗi dẹp tiệm đâu ha. Chú tốt quá. Dạ, ai cũng có lúc khó khăn mà anh, không sao đâu. Thật ra nhà tôi dưới quê á cũng khó khăn dữ lắm. Ai sai tôi làm gì tôi làm đó à. Tôi có thằng con, tôi cũng cho nó đi học đàng hoàng. Bây giờ á, nó cũng đang đi kiếm việc làm. Đụng cái má tôi bị bệnh nặng. Vợ chồng tôi phải đưa má tôi lên Sài Gòn để chữa bệnh. Bây giờ vợ chồng gia đình tôi phải đùm túm với nhau, sống được ngày nào hay ngày đó. Vậy bác bệnh gì anh? Tiểu đường, huyết áp, tim mạch, nói chung là lung tung hết chú ơi. Phải sống gần bệnh viện mới được, sống xa bệnh viện là không có ổn đâu. Cái gì mà hư hết bộ đầu lòng sao sống nổi. Cái kiểu này có nước bác chết là mới khỏe được chứ. Xin lỗi, tại vì thấy bệnh tình nó nặng quá. Nhưng mà dù gì cũng là mẹ mình mà. Đó, mình phải gắng cố gắng, thấy anh. Khổ quá, nhưng mà rồi anh em anh đâu, rồi ba anh đâu? Ba tôi còn sống. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, má tôi không có cho tôi gặp ổng. Mặt mũi ổng ra làm sao tôi cũng không biết nữa. Chú biết không, tôi ước một điều á, một ngày nào đó tôi được gặp ba tôi, dù có chết tôi cũng chấp nhận nữa. Thôi anh đừng có nói gỡ vậy, anh chết rồi má anh chết theo nữa, rồi gia đình nó bi thương lắm ha. Nha, bây giờ ngồi đây đi, để tôi đi làm hai ổ bánh mì nữa cho anh. Thấy anh khóc mà tôi cũng khóc theo luôn á. Ha, anh Minh. Ở Quyên. Rảnh không? Rảnh, đang ngồi nói chuyện với ảnh. Làm cho em 20 ổ bánh mì đi, đem về công ty đãi nhân viên. 20 ổ hả? Ừ. 21 ổ đi. Dư ổ anh chị. Cho em. Bánh miệng làm ngon đó, không ăn là uổng cả đời á. Để anh xíu. Trời, em ngồi bạn đi, qua đây làm chi? Thôi, em thích coi công đoạn làm bánh mì. Coi thôi nha, chứ không có được học hỏi nha. Chú ơi. Chú chú cho tôi phụ chú được không? Để trả nợ cái tiền bánh mì á. Trời ơi, có 60 ngàn mà trả nợ gì anh? Để em làm cho anh không quen đâu, qua bệnh ngồi đi. Thôi mà cho tôi phụ chú đi, cho tôi đỡ ái nái đó mà. Ái nái hả? Còn mang nợ ha? Đúng rồi. Vậy thôi anh xách dưa leo giùm em đi. À dạ, để tôi. Dạ. Mà sao tìm nhắn que vậy? Vắn đâu vắn, ba người nè, sáng giờ anh bán hai mấy ổ rồi đó. Ảnh là ba ổ, em 20 ổ, em mua 20 ổ, trời mới mưa đó. Người ta nói có mưa là có tiền đó. Nhưng mà đơn hàng của em sao tính? Tính chứ, cũng phải trả tiền, phải tính chứ. Bởi vậy, làm quản lý một chuỗi bánh mì thì không chịu. Tự nhiên ra đi mở tiệm bánh mì chi cho nó mệt. Sao, bây giờ anh có đổi ý không? Em về nói ba một tiếng là làm quản lý liền. Đổi ý rồi, không làm nữa. Gì vậy? Tự ai? Cái gì vậy chú? Tính của ảnh vậy á. Ôi em sai. Em là người trần, em thích xô bồ. Anh là cao tăng, anh sai đánh hồng trần được chưa? Ai làm cao tăng được với em? Tối ngày chọc quả ông ta không? Làm đi mà. Xin lỗi anh đi. Xin lỗi. Ừ vậy đi, để làm cho ha. Vui. Hai người vui quá. Vui lắm. Xong rồi nè, tiền đây, tiền đưa tiền trước. Thiếu nha. Thấy không, biết lần nào cũng vậy à. 50 ổ rồi nha. Bye. Có chuyện trời mưa đó, ước á. Nè chú, cổ còn trẻ, đẹp vậy mà làm sếp rồi đó hả? Trời ơi, không những làm sếp mà làm sếp của sếp nữa. Sếp của sếp là sao? Con gái của chủ tịch tập đoàn Minh Quang. Ủa? Cái công ty bất động sản lớn nhất thành phố này đó. Ở đâu có nhà là ở đó có ổng á. Trời ơi, vậy luôn á hả? Sao? Mà thấy chú với lại cái cô đó nói chuyện thân với nhau á, không có giống như khách bình thường, giống như trong gia đình vậy đó. Trong gia đình mà, anh em. Cái đó là hả? Cái đó là con ruột, còn tôi là con nuôi. Đều là con. Tía tôi thương tôi hơn, thương tôi hơn thương cô Quyên luôn á. Vậy đó hả? Chứ sao, để tôi phải cho anh nghe. Vì lúc mà ông Mào biết đường Ken là cháu nội của ổng hả? Là ổng nhận liền. Ổng không làm khó làm dễ gì hết hả? Chứ sao? Trời ơi, máu mủ ruột thịt của người ta mà anh.
Với lại tía tôi là người nhân hậu lắm, người ngoài ổng còn thương mà, tôi ổng còn thương mà, huống chi cháu ruột của ổng, cho nên ổng nhận liền, đâu có gì đâu. Bánh mì nè, ăn ổ đi rồi đưa cho má ổ. Tới giờ cơm trưa rồi tự nhiên đi mua bánh mì chi vậy? Sao bà nhiều chuyện quá, tôi kêu bà ăn thì bà cứ việc ăn đi. Mới quen được người bạn, người ta tặng cho mấy ổ bánh mì. Phải không? Hay là ông lại đi mượn tiền ta đó? Nè nè nè, bớt nghĩ xấu cho tôi được không? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu tôi hết vậy? Nè, tôi cho bà biết nha, mai mốt mà tôi giàu có lên, tôi giao du với giới thượng lưu không á, bà nói cái kiểu đó chẳng khác nào mà bôi cho chét cháu vô mặt tôi. Đây, thái độ gì vậy? Đã góp ý mà không biết ghi nhận lời nói của tôi nha. Vì lúc mà ông Màu biết đường Ken là cháu nội của ổng hả, là ổng nhận liền, ổng không làm khó làm dễ gì hết hả? Chứ sao, trời ơi, máu mủ ruột thịt của người ta mà anh. Với lại tía tôi là người nhân hậu lắm, người ngoài ổng còn thương mà, tôi ổng còn thương mà, huống chi cháu ruột của ổng, cho nên ổng nhận liền, đâu có gì đâu. Tới lúc đó thiệt là sướng quá, làm tổng giám đốc sướng dễ sợ luôn. Dạ thưa tổng giám đốc, có một số hồ sơ hợp đồng cần ký ạ. Mới vô chưa có được nghỉ ngơi gì hết trơn, ký cái gì? Để ra ngoài. Thiệt là sướng quá, làm tổng giám đốc muốn chửi ai chửi à? Ký không ký thôi. Ui ba cái đồ quỷ đó gì nhỏ gì. Sướng quá. Nhất định mình sẽ tìm cơ hội để nhận lại ông Màu. Má có nói thì kệ má. Mình không thể nào mà sống khổ hoài vậy được. Phải lấy lại những gì thuộc về mình chứ. Lúc nào tôi cũng thấy anh lủi thủi một mình vậy. Có cháu trai á thì kêu nó chở đi chỗ này chỗ kia chơi cho nó vui anh à. Trời đất ơi, tôi yêu cầu nó bớt lông bông, bớt đi chơi, nó theo ba nó học nghề để làm cho công ty là tôi mừng rồi, chứ chở đi đâu nữa. Tụi nhỏ bây giờ ít khi nào nó nghĩ tới ông bà cha mẹ nó sau này già đi rồi chết. Nó biết lo cho nó không mà, nó không có lo cho ai hết trơn á. Cái thằng Quân nhà tôi á, nó không phải là cái đứa trẻ hư hỏng gì đâu. Mà ngặt một cái đó, nó không thích làm việc ở công ty. Mà bây giờ ép nó thì cũng không được. Cái nhà bây giờ đó chỉ có một mình nó là cái đứa kế thừa sau này đó. Trời ơi, thằng này anh thắng nữa rồi. Hay làm giá nữa ha. Thôi bữa nay cuối tuần có hẹn mấy đứa nhỏ về nhà ăn cơm, tôi về trước phụ cho bà nấu cơm ha. Bữa khác anh em mình gặp. Rồi à, vậy thôi anh. Mai ha. Ơi mai đi. Hay quá, đánh hay quá. Chịu. Tôi rồi. Rồi chơi hay với tôi không phải trong giường đâu nha. À có cầu thủ đó, cầu thủ đó. Ồ vậy hả chứ. Bé chơi hay lắm đó. Ông muốn chơi với cậu bé này một ván không? Làm chứ. Rồi vậy tôi nhường ông nè, tôi có về nhà có chuyện. Rồi. Hay không cháu chơi nha. Dạ.
Dạ, con mời ông. Sao ông đánh hay quá vậy? Con thua rồi. Con đánh vậy là tốt rồi đó. Chịu khó tập luyện nữa là giỏi lên từ từ. Dạ. Ủa, sao ông thấy con còn trẻ mà thích ở đây chơi cờ với mấy ông già quá vậy? Con rất thích có một người ông để đánh cờ chung. Nhưng mà từ nhỏ con không có ông. Mấy đứa bạn con nó giới thiệu con tới đây để đánh cờ. Con thích có ông đến như vậy hả? Dạ. Con rất đành tị với mấy đứa bạn có ông. Con nghĩ ông là người sống trước mình mấy chục năm. Chắc chắn ông sẽ có nhiều kinh nghiệm, có nhiều chuyện để kể cho mình nghe. Được đánh cờ với ông, con học được nhiều thứ, con thích lắm. Bởi vì mà thằng Quân nhà ông á, nó biết học hỏi như con vậy thì tốt biết mấy. Dạ. Con làm nghề gì á? À, dạ, hiện tại bây giờ con đang nộp hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn Minh Quang. Con đang chờ kết quả ông à. Vậy đó hả? Dạ. Ông có quen với giám đốc bên tập đoàn Minh Quang, con có cần ông nói một tiếng không? Không, dạ, thôi không cần đâu ông. Con muốn đi lên bằng khả năng của mình. Con cảm ơn ông. Tinh thần con như vậy là tốt lắm rồi đó. Dạ, mình làm dán nữa ông ha. Ờ, làm dán nữa đi. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cũng may là thằng Quân nó không giao du với người xấu. Cũng nhờ cậu Khôi kìm cặp nó một thời gian dài. Con còn gặp cô ta không? Dạ, con không có gặp Khôi. Nhưng mà con có biết chút chút về gia đình của Khôi. Gia đình của cậu ta sống thế nào? Làm gì con? Dạ, gia đình của Khôi thì cũng thuộc dạng bình thường thôi. Không khá giả lắm. Ba mẹ và bà nội của Khôi sống chủ yếu ở dưới quê. Nhưng mà gần đây Khôi đã đưa họ lên đây sống chung để tiện cho việc chữa bệnh cho bà nội của Khôi. Còn Quân thì thỉnh thoảng cũng có qua lại ăn uống rồi ngủ lại nhà Khôi. Theo con được biết thì hiện tại Khôi chưa có công việc nào chính thức hết. Chỉ mới nộp hồ sơ vào công ty của chúng ta. Quân có nhờ con để ý CV của Khôi đó chú. Chú nhớ là cậu Khôi có thành tích học tập rất là tốt. Nếu như cậu ta chịu đầu Quân về công ty của mình thì tốt biết mấy. Con để giùm chú nha. Dạ. À Hảo à, có cách nào để chú gặp gia đình họ không? Chú muốn mời gia đình họ đi ăn, sẵn tiện cảm ơn họ. Chú không có thời gian dành nhiều cho Quân, cho nên ai yêu thương Quân chú cảm kích lắm. Dạ. Nếu như mà chú muốn gặp họ thì con sẽ sắp xếp. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Nè, nè. Dạ. Làm gì trịnh trọng dữ vậy? Muốn cái phòng riêng có thêm hai người hầu luôn hả? Chủ yếu là để cảm ơn anh. Cảm ơn tôi hả? Dạ. Ăn được chưa? Dạ được. Tôi giúp rồi nha. Dạ. Vậy đi. Còn có món mà thôi nữa hả? Còn quá trời ngon luôn. Rồi, đây, mời anh. Có nghe hả? Cảm ơn tôi làm gì. Thật ra á, Quân với thằng Khôi á, nó là hai thằng bạn chơi thân với nhau lắm rồi. Chơi lâu lắm rồi, chơi từ nhỏ luôn mà. Trời ơi, bả thằng Quân á hả, tao nói nha, nó rất là dễ thương nha. Miệng nó dẻo như đường vậy đó. Nó qua bên nhà tôi, ai cũng cưng hết trơn á. Đừng có quan tâm, tôi cũng coi nó giống như là con cái trong gia đình vậy mà. Quan tâm làm chi? Không biết, không biết. Chắc thằng Quân nhà tôi phiền anh lắm. Được rồi. Cảm ơn những người làm. Sao, sao nói tiếp đi. Hả? Nghe thằng Quân nói là mẹ của anh bị bệnh nặng. Đúng rồi. Tôi có quen nhiều bác sĩ giỏi lắm. Để tôi giới thiệu cho anh. Khỏi. Biết gì không? Bà nội của thằng Quân á, có nói là giới thiệu một cái bác sĩ gì mà để chữa bệnh cho mẹ tôi. Bác sĩ gì mà đầu ngành luôn á. Dạ. Đây.
À, chét hết rồi, đâu cần nữa đâu. Tôi cãi nó để đó đi. Thì sao nữa, nói đi. Dạ, được vậy thì tốt quá. Nếu cần gì giúp đỡ anh cứ nói, tôi sẵn sàng. Nói chung anh nói vậy tôi cũng mừng. Nói nè, mai mốt á mà tôi đi tìm ba tôi á, chắc cũng phải nhờ tới anh á. Bởi vì á, anh là cái người mà quan hệ ngoại giao rộng à, cho anh cũng quen biết nhiều, chắc anh dễ tìm hơn tôi á. Dạ, tôi cũng quen nhiều đơn vị với lại cơ quan truyền thông báo đài. Ăn có gì không? Ăn đi không? À, dạ anh dùng đi. Bỏ ăn đi, ngon lắm á. Dạ. Bỏ ăn trước đi rồi mà từ từ mình nói tiếp. Đồ ăn ngon quá trời luôn á, bỏ uổng. Cái gì á, tôi sẽ đăng báo giúp anh. Ăn đi. Anh bị thất lạc ba từ nhỏ hả? Đúng rồi, ổng bỏ từ nhỏ. Mà tôi không biết mặt ổng luôn mà. À, ăn đi. Chuyện tôi dài lắm. Nó còn hơi nữa, ăn không nổi luôn á. Ừ, chưa? Nó siêu vô ngọt quá. Vắng tanh vắng tèo. Nhà đã ít người rồi mà không tranh thủ về ăn cơm cho cả nhà đầm ấm. Mấy cái người này nói hoài không biết hai cái lỗ tai để đâu, từ người già tới người nhỏ. Trời ơi, thằng Quân nhà mình là ba biết rồi đó, thường xuyên cắt cơm nhà. Còn hôm nay anh ba hình như là có hẹn với ai đi ăn ở ngoài á, cho nên không có về ăn. Hẹn ai vậy? Khách hàng hay là... Anh ba con quá vợ cũng lâu rồi, không biết là nó có nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa không? Trời, mẹ nói cái chuyện này thú vị nha. Bây giờ mà anh ba con tính đến chuyện mà đi thêm bước nữa hả? Con sẽ làm mai cho anh ba con có nhiều bạn lắm. Thôi đi, bạn của con sao hợp với anh ba con được. Lớn rồi, để tự nó kiếm đi. Bây giờ này ta đang hẹn hò với bạn gái không chừng đó. Nè, ông nói thiệt đi. Ông biết chuyện gì mà giấu tôi đúng không? Bộ thằng Quang nó đang quen bạn mới thiệt hả? Có bà kìa. Tôi nói giỡn nè. Nó lớn rồi. Bà tốt bước, có được cho cháu nội rồi còn muốn gì nữa. Kệ nó đi. Mệt quá. Ăn đi. Nói nhiều quá, dạo này thấy nói hơi nhiều. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Dạ, con nghe mẹ. Quang hả? Con đang ở đâu vậy? Cả nhà đang đợi con về ăn cơm nè. Dạ, chắc nhà mình dùng trước đi. Con đang ăn tối với ba của Khôi. Con nói con đang ăn tối với ai? Là ba của cậu Khôi. Dạ, tại gia đình họ tốt với Quân, cho nên là con muốn mời họ đi ăn tối. À, không có gì. Nếu về được thì con tranh thủ về sớm đi nha. Mẹ có chuyện muốn bàn với con. Dạ dạ, con sẽ tranh thủ. Con chào mẹ. Xong hả? Uống đi, rót cho anh nha. Bàn sao vậy? Không có gì. Nó nói gì vậy? Đâu có gì đâu. Thôi, hai cho con ăn tiếp đi nha. Tôi thấy hơi mệt, tôi lên phòng nghỉ một lát. Nhà này chưa yên, chưa bình được đâu. Tình hình căng đã. Dạ, con nghe bà. Dạ. Tại sao chú Quang lại có cuộc hẹn với ông Dũng, ba của thằng Khôi vậy? Dạ. Tại vì chú muốn gặp gỡ để cảm ơn cho nên là con đã sắp xếp ạ. Từ lúc nào con dám tự ý hành động mà không hỏi qua ý kiến của bà vậy chứ? Dạ. Nghe đây. Bây giờ á, phải tìm cách dằn mặt ông Dũng, cấm ổng tiếp xúc với bất cứ ai trong gia đình của bà, có biết chưa? Có chuyện gì nghiêm trọng giữa hai gia đình hả bà? Con chỉ cần biết là phải bằng mọi giá giữ cái gia đình đó tránh xa gia đình của bà ra. Đừng có hỏi lý do. Oh.
Alo. Bà đã hứa gì với tôi? Sau lưng lại dám suối con trai của mình tiếp cận với con trai của tôi. Bà nói là sẽ về quê mà. Sao bây giờ vẫn còn ở đó? Dạ, tôi... Bà muốn dồn tôi tới chỗ chết luôn đúng không? Hả? Dạ không. Bà ơi, tôi... Má ơi, uống thuốc nè má. Má sao vậy má? Má ơi, má có sao không? Chồng con đâu rồi? Dạ dạ, anh đi. Kêu nó về liền. Dạ dạ dạ, dạ con coi. Không cho tao đi đường này, tao đi đường khác thôi chứ gì đâu. Trời ơi. Ê, tụi em muốn gì đây? Ây da, à, ây da. Bà mày sao tự nhiên quýnh tao vậy? À, ây da, bố tao gái sao tự nhiên quýnh tao? Anh không nghe điện thoại má ơi. Nó đâu rồi? Hả? Nhưng mà có chuyện gì vậy má? Má nói con nghe đi. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Má ơi. Dạ ba. Ôi, trời, con tới rồi hả? Vô đây ngồi đi. Sao? Con giải quyết chuyện đó làm sao rồi hả? Dạ. Không có ai ở nhà hết á, cứ nói đi. Dạ. Con đã cho ông ta một bài học. Con thuê giang hồ giải quyết chuyện này hả? Dạ. Con nghĩ là đối với loại người như vậy, mình phải càng mạnh tay. Nếu không, ông ta sẽ càng lấn lướt. Với loại người này, mình có nói gì đi chăng nữa, họ cũng chẳng hiểu đâu bà. Mà nếu như ông ta còn quấy rầy bà nói với con sẽ mạnh tay hơn nữa. À, dạ, bà ơi, nếu như mà con có làm gì sai, bà cho con xin lỗi nha bà. Không sao đâu, dù sao thì cũng đã làm rồi. Thôi kệ, có gì từ từ tính tiếp vậy. Chú Hoàng về kìa. Nè. Sẽ tìm bằng mọi cách để đuổi bà ta ra khỏi nhà. Dũng, bà nói cô không được là không được mà. Tại sao là không được? Tôi xứng đáng có được những thứ giàu sang phú quý mà họ đang có. Cái đó là của tôi mà, tôi phải lấy lại cho bằng được. Dũng, anh Dũng. Dạ, con nghe nè má. Con về lẹ đi con. Nó nuôi con mất rồi. Dạ, con. Nó anh coi mất rồi. Đón xem Bánh Mì Ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.